Charm Angel được ví như là một thiên thần. Với kiểu dáng sang trọng và màu sắc rực rỡ, các nhà điều chế chọn lọc các loại hương thơm hảo hạng từ tinh dầu và chất cố định hương tuyệt đối tốt nhất trên thế giới. Từ hương hoa, gia vị, trái cây, gỗ hoặc xạ hương. Mở đầu là hoa nhài và xạ hương là hai hương thơm mà bạn có thể cảm nhận rõ ràng nhất. Bên cạnh đó cũng được bổ sung hương hoa huệ trắng Ấn Độ, gỗ và hổ phách. Mùi hương đặc trưng, hương đầu, hạnh nhân đắng, nghệ tây, hương giữa, hoa nhài Ai Cập, gỗ tuyết tùng. Hương cuối, xạ hương, hương gỗ, long diên hương. Phù hợp nữ tuổi từ 22 trở lên, người yêu thích mùi hương sang trọng, tinh tế, cuốn hút. Độ lưu hương rất lâu, trên 12 giờ. Độ tỏa hương xa, bán kính 2 mét. Bối cảnh sử dụng, hẹn hò, dạo phố, dạ tiệc hoặc tham gia sự kiện. Charm Angel, quyến rũ từng giây, thơm lâu tuyệt đỉnh.